một bộ đội nhá, bắt được một à, chào ông em Giàng A Lử nhá. Đây đã có một bộ đội. Anh hôm nay dính trưởng chú ạ. Ông nghĩ là mình bị dính trưởng. Chào chủ tủ bếp Trần Nghĩa. Chào 5 anh em đang xem. Chào lên 15 rồi. Ôi dồi ôi, nhanh quá. Chào Hoàng Mến. Chào Vinh Trôi nhá. Chào tất cả anh em trong group nhá. Chào cố lên tôi ơi nhá. Xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Đấy, đây là biển chốt này. Đấy, sát ngay đầu xe công vụ. Đấy, cọc tiêu này. Đấy, thế với ác. Hôm nay đang rảnh quá. Ở Thanh Mỹ, Thanh Vị này là đội nào anh em nhở? Anh em hộ tôi cái là tôi chả biết gì cả. Nói về đội này là chịu. Hay là công an thị xã? Đấy, bắt được nhiều xe thế. Xong rồi, xong rồi. Nghỉ thôi anh em ơi. Nghỉ thôi, nghỉ thôi. Nghỉ sớm thế nhở? Hết giờ nhậu rồi hay sao nghỉ? Nghỉ thôi, nghỉ thôi. Hết giờ rồi, hết giờ sớm quá. Có 2 tiếng rồi. Thế à? Rồi, hết rồi. Mày cái đoạn đường cong vào. Rồi, có đây. Đây. Đây nhá. Cùng đoạn này nó cũng không được cong lắm, nó chỉ hơi cong thôi. Nó gọi là cong thôi. Gọi là cong thôi. Đây. Đấy. Bắt đầu bỏ chạy đấy. Xong rồi, xong rồi. Hết rồi, hết rồi. Rất nhiều xe. 33 19997 rồi. Rồi. Xong rồi. Rồi, của anh em. Đây là đội sân cây. Sân cây. Đấy, xong rồi. Đấy, em chim lợn này. Rồi, xin chào các cụ. Tí nhở, giờ này đã hết giờ nhậu đâu. Đấy.
Rồi, cái xe thùng đây các cụ. Xe thùng đã bắt được rất nhiều xe này. 33A197. Xong rồi. Hả? Không biết. Đây là con sữa nhỉ? Con sữa nhỉ? Xong rồi. Live stream. Không, bắt thế nào được. Live cho vui thôi. Cần gì phải bắt. Đang dành thời gian. Nghỉ sớm các cán bộ hôm nay nghỉ sớm nhỉ? Sớm thế. Được. Xong rồi. Mấy cán bộ làm hôm nay trời mát trời mà cán bộ nào mặt đỏ thế này. Đang nghi nghi. À chào Trinh Nguyên nhá. Chào nó đông nhá. Nó rồ đấy. May quá. Mấy lần này nó đi gió rồ. À quên nếu mà ở xin nước nhỉ. Không cho đâu. Xong rồi, nhìn thôi. Đéo gặp thằng thiếp tỷ sữa nào để đánh nhau nhỉ? Hầm. Để xin sữa để uống vậy này. Kệ mày. Lại khát sữa à? Khát sữa lắm. Nhìn mẹ nó đi các nơi bọn nó thấy thiếp tỷ sữa bọn nó hôn lắm. Nhưng bọn này chỉ thích gặp thiếp tỷ sữa này. Đâu đấy? Đấy, đang tìm để ra xem là mình có sửa chữa không? Không, 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 Thái Bình à? Hoàn Kiếm, Sơn Tây, Thái Bình. 33 là Thạch Thất. V5 là Thạch Thất. 33 là bây giờ đúng ra cái xe 33 này bây giờ phải bỏ đi. Làm đéo có 33 nữa đúng không? Hà Tây bây giờ làm gì có nữa? Không muốn. Ai tiếp thì sữa đây. Chim lợn. Đang muốn gặp thằng nào tiếp thì sữa để quánh cho tượng này. Đây à? Hôm nay đang uống rượu đang căng đây. Gặp cái chị sữa nào nó quánh. Rồi, xin chào Hồng Sơn. Hay đấy. Lại được về giải trình có gì mà. Xong rồi. Hiểu nhá. Chỉ vì đam mê. Chào cán bộ nhá. Xong. Chào Mùi Văn Thường nhá. Đấy. Chào Việt Lê. Đấy, quay đằng sau mà thắt dây an toàn vào kìa. Kìa thắt rồi. Thắt dây an toàn kìa, hai ông ký của đằng sau kìa. Không thắt dây an toàn kìa. Ok. Thôi nhá, chào anh em nhá. Xuống like nhá. Các cán bộ đi rồi.